Chiều rồi. Nào nào. Nào 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 nào. Nào, đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Bênh nhau à? Bênh nhau à? Nào. Đưa đây để mẹ đánh nó. Mới có đánh có mấy cái à? Nào, đưa đây để mẹ đánh nó tiếp. Nào. Đưa đây để mẹ đánh nó nữa nào. Nào. Hư lắm rồi. Hư quá là hư luôn. Đấy. Thấy mẹ la mắng nó là lại bắt đầu ra để che chắn cho nó đấy. Mình thì bằng cái nắm tay bằng con chuột mà đi cứ đi che cho con voi làm gì? Chớ cái roi đây này. À, không phải em hả? Em mày chứ ai? Hả? Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Mẹ đánh nó nhé. Mẹ lấy cái roi đâu rồi, cái chổi đâu rồi? Cứ là em là ra chắn ngang để chắn ngang người nó để cho nó chui vào bụng. Nhận tội thay cho nó. Mẹ đánh nó nhé. Cái chổi đâu? Cái chổi đâu nhé? Mẹ đánh nho nhé. Sao? Ừ. Ừ. Con lo cái thân con đi kìa, càng ngày càng hư kìa, cho đi ra mở cổng cho con đi là con đi mất cả ngày đi tán gái à. Nhà có hai con hoa hậu còn đi tán gái ở đâu mà đi lâu thế? Ừ. Đi ra thịt mất thì sao? Ừ. Không được đi lâu nha chưa? Cười cái gì? Đây đâu rồi, cái chổi đâu rồi, ra đây để mẹ đánh con nho. Nho vừa phá cây của mẹ kìa. Đây được cái chổi đây. Đây mẹ lấy cái chổi ra đây cho mẹ. Lấy cái chổi ra đây cho mẹ. Đấy, cứ thấy nói đánh đến là phạt là bắt đầu nó ra nó cầm nó ra nó chắn ngang ra để nó bảo vệ nho. Đưa cái chổi ra đây cho mẹ. Đưa cái chổi ra đây cho mẹ. Ừ nha. Bênh gì? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đâu? Đây này, đây này, đây này. Đây này, đứa nào đây? Đứa nào vừa ấy đây? Hả? Mực ra đây, mực ra đây mẹ bảo này. Nào, mực đây. Nào, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đấy, còn mận, mận, mận. Ôi 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 ôi, rằng que, rằng roi của mẹ. Úi giời mận. Đấy, mận cứ mỗi lần phạt là anh mực là lại bênh rồi đấy, giờ lại bênh anh mực rồi đấy. Cắn nát roi để cho mẹ khỏi để đánh anh hả? Thôi đưa đây, đưa ra cho mẹ. Đưa ra cho mẹ, đưa đây để đánh nó. Mấy roi, mấy roi. Ôi trời ơi, ôi ghê gớm lắm. Cảm ơn này, bà ghê gớm hơn cả bà nho. Ôi trời ơi, ôi bênh anh hả? Ai ôi thôi thôi được rồi, ai ôi đau tay quá. Đỏ tay mẹ này, rằng roi để cắn nát luôn không cho mẹ đánh. Nào, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Ôi ngã mẹ bây giờ. Tại vì anh mực hư mà, anh mực đi chơi mãi mới về mà. Đưa đây, cắn roi hả? Cắn nát roi thì mẹ khỏi phải đánh anh nhé. Phạt, đưa đây thì mẹ phạt nó. Đưa đây, ui. Đưa. Đấy. Nhìn ba ghê gớm chưa?
Đấy, mặt ghê gớm nha, ai nghĩ hiền cuối cùng ghê gớm lắm. Cái mặt ghê gớm này, cái mặt ghê gớm này. Ghê gớm lắm ấy. Ghê gớm lắm ấy. Cắn bằng được. Đòi bằng được roi của mẹ để không được mẹ sợ mẹ đánh nho với mực hả? À. Đòi roi. Đây này, mẹ cháu đang cầm cái roi đây này, nó đòi bằng được. Nó sợ phạt mấy đứa kia. Mẹ đánh nó. Ai rồi đấy, nó giằng cho bằng được. Ghê gớm chưa? Mận ghê gớm nhất nhà. Nho vậy chứ, nho quậy vậy chứ, nho nghịch vậy chứ còn thì không có ghê gớm. Chỉ có nghịch thôi chứ hiền, tính hiền chứ mận này ghê gớm lắm. Rồi cắn nát rồi, nôi ra nát rồi, trả mẹ đấy. Ôi giời ơi. Nó cãi tay đôi với mẹ. À rồi đấy, nó lại bênh. À nhỏ nó lại bênh chị mận nó lại cắn mẹ. Đúng rồi, mực cắn chân nó bênh mẹ đi. Đúng rồi, bênh mẹ. Đấy, chỉ có thằng mực bênh mẹ thôi. Chứ mận với nhỏ hai chị em nhà nó là cắn chân mẹ, cắn tay mẹ.